Longship, ứng dụng giao hàng thương mại điện tử trong 1 giờ, hoàn tất mọi đơn hàng chỉ trong 1 giờ. Là app giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam, đặt món nào cũng free ship. Không chỉ có vậy, Longship còn có đặt xe, đi chợ, giao hàng và nhiều dịch vụ giao vận khác. Tải ngay app Longship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Tất cả những thông tin bạn cần biết về iPhone 13 2021, các phiên bản, giá bán từng loại, ngày ra mắt, tính năng hấp dẫn. iPhone 13 có lẽ đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất vào lúc này từ phía người dùng, nhất là khi những ngày gần đây, hình ảnh của iPhone 13 liên tục bị rò rỉ trên các trang mạng xã hội, từ đó giúp cho chúng ta ngày càng có cái nhìn rõ nét hơn về thế hệ iPhone mới này. Trước khi chiếc điện thoại thế hệ mới của Apple chính thức được trình làng, thì các bạn hãy cùng mình điểm qua tất cả những thông tin cần biết về iPhone 13 2021. Tổng quan các phiên bản và giá bán của iPhone 13. Dòng iPhone 2021 có thể sẽ tương tự như dòng iPhone 2020 với 4 thiết bị có kích thước bao gồm 5,4 inch, 6,1 inch và 6,7 inch, trong đó 2 phiên bản iPhone Pro cao cấp hơn và 2 chiếc được định vị có mức giá thấp hơn, hợp lý hơn. Như thường lệ, chúng ta đang gọi chiếc iPhone thế hệ tiếp theo là iPhone 13, nhưng tên gọi này không hoàn toàn chắc chắn. Dựa theo quan điểm về việc số 13 không mang lại may mắn, có thể Apple cũng sẽ gọi mẫu điện thoại mới này là iPhone 12S thay vì iPhone 13. iPhone 2021 có khả năng được xác định là phiên bản cải tiến của iPhone 12 hiện tại. Apple cũng đang dự tính điều chỉnh màu graphite và tạo cho nó một lớp đen mờ trên iPhone 13 Pro. Đồng thời, hãng cũng đang xem xét màu Orange Grunge mới cho iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Thời điểm ra mắt chính thức iPhone 13. Theo truyền thống của Apple, hãng thường ra mắt sản phẩm mới vào thứ 6, thứ 4 của tháng 9 mỗi năm. Điều này có nghĩa là trong năm 2021, ngày ra mắt sẽ rơi vào ngày 24 tháng 9. Điều này cần được chứng minh bởi một nhà phân tích gần đây của Daniel Ives tại Webpass, người nói rằng iPhone 13 đang trên đà ra mắt vào tháng 9 và Apple dự kiến sẽ sản xuất nhiều hơn 25% số lượng iPhone 13 so với iPhone 12. Những tính năng nổi bật trên iPhone 13. Nâng cấp thiết kế tạo nên xu hướng mới. Theo trang Mark Otakara của Nhật Bản, những chiếc iPhone mới sẽ có cùng kích thước với mẫu iPhone 12, nhưng độ dày có thể tăng thêm khoảng 0,26mm. Các mẫu iPhone 13 cũng được cho là sẽ nặng hơn một chút do có pin lớn hơn. Nhà phân tích nổi tiếng Minchi Kuo tuyên bố rằng Apple sẽ xuất xưởng iPhone 13 với notch nhỏ gọn hơn, tận dụng không gian tiết kiệm được để tăng dung lượng pin. Bên cạnh đó, Apple lại vừa mới nhận thêm một bằng sáng chế từ văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ về cảm biến quang học tích hợp vào tấm nền điện thoại. Có khả năng cảm biến này đóng vai trò là bộ phận quét vân tay và tạo bản đồ 3D của khuôn mặt. Thậm chí có thể tùy biến thành camera selfie. Nói cách khác, đây có thể trở thành tính năng Touch ID, Face ID và camera selfie bên dưới màn hình. Nếu công nghệ này được ứng dụng thành công trên iPhone 13, thì có thể bộ phận tay thỏ sẽ được loại bỏ và đây sẽ là chiếc iPhone full màn hình đầu tiên mà Apple mang đến cho người dùng. Trang bị màn hình ProMotion OLED 120Hz. Nhiều khả năng Apple sẽ sử dụng tấm nền ProMotion OLED 120Hz trên iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Điều này sẽ cho phép công ty phân loại tốt hơn các phiên bản Pro của mình so với các biến thể còn lại. Apple cũng sẽ sử dụng màn hình cảm ứng on-cell trên cả 4 mẫu iPhone 13. Với màn hình tần số quét 120Hz sẽ giúp mang đến trải nghiệm vuốt chạm màn hình nhanh hơn, trải nghiệm mượt mà hơn cùng với hệ điều hành iOS nổi tiếng mượt mà chứ danh. Camera được hoàn thiện đem lại trải nghiệm tốt nhất. Nếu trước đó, camera chính được nâng lên trên bề mặt của bảng điều khiển phía sau và các ống kính riêng lẻ nhô ra cao hơn, thì giờ đây, toàn bộ cụm camera sẽ được bao phủ bởi một lớp kính bảo vệ chung. Một báo cáo mới từ DigiTimes tuyên bố rằng toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 13 dự kiến sẽ sử dụng máy quét LiDAR và sẽ không giới hạn ở các mẫu Pro. Những tin đồn mới nhất cho thấy iPhone thế hệ tiếp theo sẽ có camera cải tiến. Cả 4 mẫu iPhone 13 đều sẽ được trang bị camera góc siêu rộng được tối ưu hóa, cung cấp khẩu độ f trên 1.8 thay vì f trên 2.4. Nhờ đó chụp thiếu sáng sẽ tốt hơn đáng kể. Cổng kết, hỗ trợ Wi-Fi 6E, 5G. Theo một nhóm các nhà phân tích, dòng iPhone 13 có thể có Wi-Fi tốt hơn trên bo mạch. Các nhà phân tích Ryan Curtis, Thomas O'Malley và Tim Lum của Barclays tin rằng dòng iPhone 13 sẽ có Wi-Fi 6E. Cho những bạn nào chưa biết Wi-Fi 6E tương tự như tiêu chuẩn Wi-Fi 6 ở điểm nó mang lại hiệu suất tốt hơn, tốc độ dữ liệu nhanh và độ trễ thấp hơn. Điều đó có nghĩa rằng nó được mở rộng sang băng tần 6GHz.
iPhone 12 Series là dòng iPhone đầu tiên được Apple trang bị công nghệ 5G. Việc này đánh dấu một cột mốc lớn để mở ra kỷ nguyên mới về tốc độ, công nghệ của tương lai. Điều đó nói rằng bạn có thể sẽ có công nghệ lẫn tốc độ truy cập cao hơn nếu bỏ qua iPhone 12 và chờ đợi iPhone 13. Sạc ngược không dây nhanh hơn. Theo như các thông tin từ cơ quan FCC, iPhone 13 năm nay vẫn hỗ trợ tính năng sạc ngược không dây nhanh hơn. Tài liệu từ FCC cho hay, iPhone thế hệ mới năm nay tương thích tốt với các chuẩn sạc QI và cả tính năng sạc ở 360kHz, hay còn hiểu là có thể sạc ngược được cho các loại phụ kiện không dây khác. Dung lượng lưu trữ lên đến 1TB. Nếu bạn là một người có nhu cầu sử dụng lưu trữ cao trong công việc và muốn có hơn 512GB bộ nhớ trong với chiếc iPhone tiếp theo của mình, thì hãy nghĩ đến việc chờ đợi dòng iPhone mới nhất này nhé. Theo báo cáo mới nhất, Apple có thể tung ra biến thể lưu trữ 1TB cho dòng iPhone 13 Pro vào cuối năm nay. Đây là mức dung lượng lưu trữ gấp đôi khi so sánh với model có bộ nhớ trong cao nhất trong dòng iPhone 12 hiện tại. Theo Thế giới di động.com, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.